Mong rất thương cảm các quý vị hãy dành cho các bạn nhỏ những tràng pháo tay thật lớn. Và ngày hôm nay quý vị và các bạn cùng đến sẽ có những chương trình vô cùng tuyệt vời. Chúng ta sẽ được lắng nghe những bạn nhỏ chia sẻ về những người mẹ, người ba của mình.